Cái thằng kia thấy đánh chi vậy? Hơi vội nha anh Danh. Có cái kiểu này hơi khó, mình gặp một lần này. Đáp nói chung chả làm gì đến cầu bên nữa. E vào thì nó e chạy. Cầu bên thì nó lên nó cặp. Quá. Có vụ đó luôn hả? Đúng là cao tới hạng nặng rồi. Đi quy không quy được kiểu vậy nữa. Đi ra, không thấy tôi rồi. Có vụ anh đấm nhau với Tạc Răng, đấm cái gì mà đấm? Tạc răng ở bên Mỹ nha anh em, không phải bên Hàn. Từ trước Tạc Răng kiểu chắc hồi đấy anh Khánh cũng gọi là được chú ý. Khánh trong hồi hay không biết đâu đó, Khánh được chú ý nhiều lắm nên là kiểu chắc là ông kia cũng kiểu tức. Đấy là mấy ông bọn Trang bên đấy kiểu hơi ghét Khánh. Kiểu có ông bọn Trang Chaco này cũng hay chửi Khánh. Chửi Khánh bọn Trang Lee Sin. Và kêu Khánh không đánh được con gì ngoài Lee Sin á. Khánh tức quá, Khánh leo thêm một ác nữa, lên top 1 không có đánh. Không có trận Lee Sin nào. Bạn bị kinh rồi. Không rõ đấy. Á rõ chậm quá à. Bot đây, tôi cứu cái bot này cái. Bot tao con bên anh em ạ. Cứu cái. Ây da. Rồi, tôi biết xuống rồi. Dạ. Khánh đánh cái gì trời? Khánh tính rờ tốc biến anh em ơi, mà lại Khánh lại hơi ngập ngừng ở cái khâu tốc biến. Thế là nó lại thành cái pha rờ như vậy đấy anh em. Xong đây chủ còn 7 kiến anh, 7 phút hết kiến chủ đi về Aya. Hoặc là đánh luôn là lan kiến chủ rồi. Thank you.
vậy? Đang xảy ra với game tôi chạy. Ta anh em mày vẫn win. Nice sir. Phá chủ của bà con ơi. Làm tốt ơi. Kìa bạn tôi. Cái gì vậy? Ơ trúng à? Nhật mà ta. Chết rồi anh em ạ, hồi máu ác ấy. Hồi đấy như kiểu hiện tượng ấy anh em ấy, nên là mọi người quan tâm. Mà mình đâu biết được là hồi đấy đã từng được quan tâm như nào đâu. Tại hồi đấy đâu biết gì đâu anh em. Hồi đấy mọi người kể cả nói gì về game hay là nói gì về mình thì chả biết gì cả. Fan hâm mộ ở trên thế giới ấy. Nói gì mình cũng đâu biết gì đâu anh em ấy. Đến là tận lúc mà biết chơi cái Reddit thêm bắt đầu kiểu nhìn lại cũng rồi. Đang comment quá trời. Không phải như team bây giờ đi. Anh TK cũng có nói. Có nói cái vụ là anh TK hợp tác với NRG hả? Ờ. Ta về NRG ở bên Mỹ ấy. Kiểu anh TK nói chuyện với mấy ông bên đấy thì mấy ông cũng kiểu nói game thì mấy ông cũng biết là game từ 2017 này kia ấy. Kiểu người ta nhớ lâu. Tôi đã làm việc được 5 phút nên bây giờ tôi phải nghỉ ngơi thôi.